Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kai Gaming đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cái minimap có tên là Block Sky bạn. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên đã là cho mình một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Và đừng quên là kết bạn chuông nhận thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Ngoài ra nếu như bạn nào là fan chắc chắn của mình cũng như yêu mến mình, cũng như thế mình làm tiếp tục những cái video về Minecraft để ủng hộ mình, giúp mình đạt 3000 like cũng như đã là cho mình hashtag đó chính là FanekGaming, hashtag FKGaming, hashtag FK Minecraft nha các bạn. Và nếu như bạn đã thích xem Minecraft MCB, có thể sang bên kênh MK MCB. Và nếu như thích xem Minecraft modpack cũng như là thử thách sinh tồn thì nhớ sang bên kênh MK Minecraft ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay tối nào. Let's go. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta có một cái map có tên là Block Sky. Và mình nghĩ cái map này có nghĩa là chúng ta sẽ bị gọi là nguyền của ngựa rủa các bạn. Skyblock bị nguyền rủa. Và tại sao mình không ra Minecraft hết shit các bạn? Đó là tại vì sao? Tại vì có gì đó nó không đúng ở đây nha. Tại vì sao nó không cho mình cái mầm cây nhờ? Và ở đây thì đất của chúng ta là bằng gỗ nha các bạn, và cây sẽ là bằng đất. Vô lý không? Các bạn thấy không? Vô lý chưa? Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà nó thuyết phục đó các bạn. Đấy, và tại sao mình không ra Minecraft Headset các bạn ơi? Tại vì vẫn chưa đủ like các bạn ơi. Hiện tại là Minecraft Headset của chúng ta vẫn chưa đủ like nha các bạn. Vẫn mới có 2500 like thôi. Nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục cái series Minecraft Headset ấy thì các bạn nhớ gọi là giúp mình đạt 3000 like thì mình sẽ có động lực để làm nha. Quay. Ở đây thì lấy hết luôn rồi. What the hell, nó không, các bạn, nó không cho mình cái kiểu như cái mầm cây làm sao mình có thể trồng được. What the hell, cho tôi mầm cây sao tôi có thể trồng được cây để tôi lấy gỗ đây. What the hell, oh my god, các bạn ơi, không có, không, mình nghĩ dưới cái đảo nó sẽ có. Và ở đây có gì không? 12 chân rồi. Xung quanh chúng ta hoàn toàn không có thêm đảo nào nữa nha các bạn. What the hell, giỡn tôi hả? Có gì sao chơi các bạn, để mình lấy hết đống đất này cái đã. Oh my god, có gì mà cũng thử thách được. Oh my god, lấy hết đống đất này để cái gì sau này mình cần mình dùng các bạn ơi. Ok ok ok, đó đó xong. Quá dễ luôn các bạn ơi. Ok. 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 Ok, mình đã lấy hết gọi là số lượng đó rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tới với, yes, ít nhất là cũng phải cho một cái mầm chứ tưởng đâu rồi. Không cho mình cái mầm nào thì làm sao mà sinh tồn được ở trên cái hòn đảo bị nguyền rủa này được, đúng không các bạn? Ok, để mình coi cái này nó có gì khác ta. Có gì khác so với ví dụ như là mình sinh tồn kiểu kia thì nó có gì khác ta? Theo các bạn thì nó có gì khác các bạn? Cục này thì đổi được nhiêu? Cũng 4 gỗ bình thường, đâu có gì khác đâu. Nhưng mà bạn nào mà đổi thành cái cục gỗ mà nó không, nó 4 mặt luôn á là mắc hơn nha các bạn. Bình thường là mắc hơn bình thường ấy. Hình như là mình nhớ không nhầm là 4 đúng không ta? 4 cục gỗ không ta? Mình cũng không nhớ rõ nữa. Thôi, nói chung là mắc á. Nhưng mà bây giờ chúng ta đổi thành gỗ thì nó lại bình thường quá. Ok, mình lấy bớt đi các bạn. Tại vì sao? Tại vì bây giờ nếu mà mình làm cái một cái chỗ mà farm kiểu như đá cuội hay các thứ ở đây á thì các bạn biết sao không? Nó sẽ bị cháy, gỗ là nó sẽ cháy các bạn à. Cho nên chúng ta phải dọn dẹp nha. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp bớt đi, rồi chúng ta sẽ gọi là bắt đầu làm mấy farm đá cuội các thứ, rồi đi khám phá xung quanh nữa, coi xung quanh này có cái gì hấp dẫn không.
Chứ bây giờ mà không biết là cái này mấy tầng nữa. Mà nói chung là chúng ta đã có được một cái mầm rồi là ngon lành rồi. Ok, để mình dọn dẹp chỗ này cái đã nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây các bạn ơi? Chúng ta sẽ làm cái gì đây? Đầu tiên chắc là mình sẽ làm một cái bàn chế tạo để ra khu vực phía bên này hơi nguy hiểm các bạn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sẽ đi ra thật xa, đi thật xa để trở về các bạn ơi. 1, 2, 3. Tại vì mình muốn là kiểu như mình làm cái khu vực mà farm á, nó xa xa cái chỗ khu vực chính của chúng ta một tí. Ở đây vẫn được nha các bạn, để ở đây cũng được luôn nè. Ui yeah. Hơi khó. Ok, như thế này nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua một block nữa. Đó, không biết là mình ốp thì ở đây nó sẽ là cục đá nè, và đây sẽ là cục lava. Oh my god, không biết là mình để nó trên cái slab này nó bị cháy không trời. Lava nó bị cháy không các bạn? Mình cũng không biết nữa. Hơi xui đi. Ê oh my god, chơi ngu. Uầy, nhiều gỗ quá. Khi bạn có nhiều gỗ quá, bắt đầu bạn nghĩ tới những cái việc các bạn sẽ chơi ngu quá các bạn. Nhưng mà bây giờ bị ngáo luôn rồi. Nhưng mà bây giờ nè, quan trọng á là bây giờ chúng ta phải gọi là ốp ở đây đó, nó mới good nha. Đó, được chưa? Chắc được rồi, gì nữa? Một que nè. Rồi, làm một cây cấp 7. Như vậy là chúng... Căng thẳng các bạn ơi. Như vậy là mình sẽ phải cần dùng đất ở bên đó rồi các bạn ơi. Bên này không dùng gỗ được rồi. Dùng gỗ bên này nó cháy hết. Đấy, nó cháy là mất hết. Mình cho nó rớt dưới luôn. Không sao hết, cho nó rớt xuống dưới luôn các bạn. Đấy, ở những vị trí này mình cũng ốp kiểu như ấy vô luôn. Tí nữa có đá, chúng ta ốp đá vô nữa là Google Map luôn. Ok, như vậy là không dùng lấy được rồi. Không dùng gỗ slab rồi các bạn. Kiểu gì nó cũng bị cháy à. Nếu như bạn mà muốn không cháy, bạn phải dùng lệnh là không cho nó cháy à, thì mới được. Mà thôi, cháy mất tiêu tầm này mà dùng gì nữa. Ôi, hình như nó có gì nó sai ta. Vậy mới đúng nè, nó mới ngang hàng nè. Ôi, đây nè bạn ơi. Rồi, được chưa? Good chưa? Đúng không? Thử coi. Quê chơi nữa. Ok, bây giờ mình sẽ để một cục gỗ đây nha. Đào thiệt là lẹ các bạn. Tại vì sao? Mình cần đào lẹ để làm một cái... What the hell gì thế? Nghỉ nha. Chơi gì cứ... Ôi, quê. Rồi luôn, chỗ này cũng không dùng gỗ được luôn các bạn. Phải dùng đá thôi. Các bạn mà dùng gỗ là tiêu đời các bạn luôn á. Đừng đó, vậy là ổn rồi đó. Cái cục gỗ nó thế này, tí nữa mình cũng phải thay đổi nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ ốp slab đá lên. Tí nữa mình sẽ dùng cái bàn chế tạo để đó cũng được, và mình sẽ ốp slab đá xung quanh này chặn cái lửa lại, nó không có văng cái tia lửa ra các bạn. Thì nói chung là hơi căng á, hơi khó. Ok, làm một cây cúp đá luôn. Rồi, ổn chưa? Đó, như thế này. Rồi, mình nghĩ như thế này là chúng ta đứng đây đào ok đó các bạn. Đấy, xoay. Các bạn thấy mình thông minh không? Thông minh quá chứ gì nữa. Đó, ngon lành luôn. Đó, bây giờ chúng ta chỉ việc AFK ở đây. Tí nữa mình sẽ mở rộng đảo. Hình như quanh đây không có gì luôn hay sao á. Nó cho mình mía rồi, nó cho mình... Ê, không phải cho mía. Cho bí ngô với lại dưa hấu. Rồi một cái gì nữa. Cái gì nữa ta? Như bí ngô, dưa hấu, với lại lúa, còn khoai tây đồ đâu. Nếu mà mấy khoai tây đó mình có thể làm từ zombie cũng được. Hay da. Đó,
Ok, để mình FK đây farm tí nha các bạn, hẹn lại các bạn tí tẹo nữa nha. Hey, mình đã làm xong, mình đã đào xong rồi nè các bạn ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải có một cái lò nung để làm cái gì? Cái lò nung này chúng ta sẽ nấu gỗ ra nha các bạn. Biết nấu gỗ. Nấu ra cục than. Xoay. Mấy cái này lại bây giờ bắt đầu nó lại easy game rồi các bạn. Bây giờ nó dễ vãi nồi rồi. Không, tí nữa ăn. Tầm này ăn uống gì? Đó, một cục than gỗ đổi vô đây làm một cái que được 4 cái đuốc các bạn. 4 cái đuốc cắm là đủ sáng rồi. Đó, xôi cắm ở trên này cái đây. Rồi. Lại một cây cúp đá đi ha. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ dẹp luôn cái lò nung ở đây đi. Đó. Không biết là các bạn có thích mình làm tiếp tục cái series Sky Ultimate không? Thì các bạn nhớ gọi là để lại cho mình một like, một share nha. Và video này đạt 3.000 like mình sẽ làm lại cái series Sky. Ơ không phải làm lại mà là tiếp tục cái series Sky Ultimate chúng ta còn dang dở nha các bạn. Không biết là nếu mà các bạn ủng hộ mình thì nhớ like cái video này đủ 3.000 like nha. Mình sẽ làm tiếp tục cái series Sky Ultimate. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Tại vì sao? Mình cần cắm cần gọi là như đó đủ sáng rồi gì. Rồi lấy hết đồ này ra dẹp luôn chỗ này. Trời, nói chung là cái map này nó cũng khá là đơn giản các bạn, chỉ mới đưa nó hơi kiểu như hack não mình tí thôi, là nó cho mình kiểu như là cái cục đất ở trên còn cái gỗ ở dưới thôi, chứ thiệt ra map này cũng không có khó lắm các bạn, không có khó đối với mình, đối với người mà mình đối với mình để gọi là để gì ta, gọi là mình để chơi qua rất nhiều map Skyblock rồi thì không thể nào làm khó mình được nha các bạn. Mình là gọi là có thể chơi toàn bộ map Skyblock chịu gió các bạn. Ok, ấp vô. Đó, nếu mà bạn thích thì bạn thay hết bằng đá luôn cho nó khỏi bị kiểu như là cháy nha các bạn. Xong rồi ấp nửa dưới luôn là trời ơi, ta nói là không có một con quái nào mà có thể xuất hiện được ở đây luôn các bạn ơi. Máy này nói chung là theo cái trình tự chơi của mình á thì nó cũng khá là easy thôi. Đầu tiên thì các bạn làm một cái chỗ kiểu như là farm trước, làm chỗ farm đá trước, sau làm chỗ farm đá thì nếu thích á thì các bạn có thể làm một cái chỗ gọi là như thế này giống mình nè. Đó, ốp một cái sàn ra. Sau đó thì các bạn có thể làm thêm nhiều nữa, hoặc là các bạn có thể xây một cái chỗ để bạn có thể farm quái để kiếm thêm khoai tây cà rốt nha các bạn. Đó, thì như mình là bây giờ mình sẽ xây một cái chỗ farm quái luôn. Hoặc là xe ra cách đây tầm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Đó, thì cách ra 25 ô nha các bạn. Rồi các bạn sẽ làm thêm một cái nữa là 1, 2, 3. Làm 3 ô nữa, ra 3 ô nữa. Và chúng ta sẽ để như thế này để đảm bảo an toàn là chúng ta sẽ không bị rớt xuống nha các bạn. Đó, rồi ốp nửa dưới luôn, an toàn luôn, làm cái đường đi cho riêng mình luôn. Ốp vô đây đó, làm cái đường đi như thế này để đảm bảo là tí nó tụi quái á nó đánh các bạn không bị rớt xuống dưới nha, chứ không là các bạn sẽ bị rớt xuống dưới ấy. Rồi đúng rồi, này vẫn là nửa dưới nha các bạn, nửa dưới của block ở trên hơi hát não chút nhưng mà thiệt ra là nó vẫn là nửa dưới đó các bạn. Đó, sau đó bạn gọi là đặt luôn một cái sàn tầm 7x7 giống như kiểu như là một cái sàn luôn, một sàn trống luôn, là nó ra quái nó cũng sẽ ra nhiều hơn. Còn không các bạn thích các bạn có thể làm cái máy farm mà chém tay giống như mình á, các bạn ốp lại xong rồi để trừ một nửa block ở dưới và chúng ta có thể farm được tụi quái. Đây bây giờ mình sẽ làm luôn cái sàn nè. Đấy, và bạn nhớ làm hàng rào bạn ốp lại nha, chứ không thì quái nó sẽ gọi là liên hoan bạn luôn á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, như thế này 9, 9, 81. Bạn cần 81 block nha. 1, 1, 2, 3, 4. Đó, ra 4 ô. Đó, bạn cần 81 block để bạn ốp được một cái sàn 9x9 giống như thế này. Đó, là xong. Là như thế này, các bạn tí nữa quái nó xuất hiện thì các bạn chỉ việc chém tụi nó thôi. Rất là easy game. Đó. Còn cái sàn 3 ô này thì mình 1, 2, 3, 4. Tại mình muốn có cái chỗ đứng nó rộng hơn các bạn. Và chỉ có trời tối thôi nha. Ê, vừa mới làm xong này đừng nói tôi là trời sáng nha. Ê, trời sáng là gãy à. Trời sáng là không có con nào xuất hiện đâu. Ôi mày kết.
hình như trời sắp sáng luôn các bạn ơi. Xui vậy ta, như mình hơi xui các bạn. Đây, hết lóc luôn chứ, sáng luôn chứ. Vô lý. Ủa, quay, mình ở tầng 5 luôn chứ, mới ghê chứ các bạn. Hèn gì mình thấy cái bộ sao lava với lại ấy nó chảy thấp. Thì ra là mình ở tầng 5 các bạn. Như bình thường các bạn chơi mấy cái map khác á, thì cái tầng của bạn ở nó sẽ là cái tầng tầm 60-70 thì nó sẽ cao hơn. Còn này tầng 5 nhưng cũng được, ở đâu cũng được bạn. Đã gọi là sky block mà, có block nào đâu mà. Không, cái này là block sky nha các bạn, nó không phải là sky block mà nó là block sky nha. Bạn đừng nhầm lẫn giữa cái này với lại sky block nha các bạn. Đó, ngon lành. Rồi, như vậy thì cần gì nữa, đợi quái xuất hiện thôi các bạn. Và bam tụi nó thôi, kiếm thêm cà rốt khoai tây các thứ. Sau đó thì các bạn thích thì các bạn có thể mở rộng ra làm mấy farm lúa nè, rồi farm cà rốt khoai tây, farm dưa hấu bí ngô. Đấy, chẳng qua là trong này nó không có cái các bạn, nó không có cái để mình mở mát tầm nhìn luôn. Farm mấy chân luôn, không có cái gì hết luôn. Farm mấy chân mà xung quanh không có gì là như vậy là cái map này người ta không cho mình cà rốt không cho mình xương rồng với lại mía rồi các bạn à. Thì các bạn chỉ việc chơi cái nào người ta cho thì chơi, còn không cho thì thôi khỏi chơi. Đó, thì không, nhưng mà các bạn vẫn có thể chay được mía. Tại vì nếu như các bạn có dân làng ấy thì nó vẫn hên xui, nó vẫn có mía cho các bạn chay nha các bạn. Không phải là tuyệt đường đâu, các bạn vẫn có thể có mía. Rồi có thể làm farm sắt, có thể chay đồ enchant các thứ các kiểu. Nói chung là tất cả mọi thứ các bạn đều có thể làm được ở map này. Chẳng qua là bạn cần phải có thời gian gọi là cày thiệt là nhiều cơ các bạn à, bạn mới có thể gọi là làm được thôi. Đấy, còn bây giờ thì có lẽ là mình hướng dẫn các bạn cũng như là review cái map này tới đây thôi. Thì nếu như bạn nào thích chơi cái map này thì mình sẽ để ở dưới phần gọi là link á, link tải dưới phần mô tả video để các bạn có thể tải được cái map này chơi. Và phiên bản của nó là phiên bản 1.14.4 nha các bạn. Thì bạn nào thích chơi có thể tải và chơi. Ngoài ra thì bạn nào mà thích mình là tiếp tục Sky Ultimate thì đừng quên giúp mình đạt video này 3.000 like để mình có động lực làm tập tiếp theo nha. Và hết ship nữa cũng 3.000 like luôn nha. Còn bây giờ đi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye.